giờ mình sẽ bắt tay vào làm nước cà chua. Mình sẽ bắt lên một cái nồi và cho vào đây một chút dầu ăn. Cà chua thì mình đã xay nhuyễn như thế này nấu cho nên sẽ phi thơm hành thôi. Mình sẽ nêm vào đây một chút đường. Sẽ giữ lại cái nước hấp thịt đó và cho vào. Thank you.
Mình sẽ nấu thêm tầm 5 phút nữa. Sau đấy mình sẽ cho vào, cho thịt vào. Sau khi nấu được một lúc rồi thì nước cà chua cũng khá là sệt sệt rồi, mình sẽ cho thêm một đăng. Để cho nước cà chua được có độ sánh, mình sẽ cho thịt vào nấu trước. Mọi người lưu ý là phải nấu ngập nước cà chua nhé, phải ngập thịt trong nước thì của mình sẽ ngon hơn.
cho cái vật năng vào, tạo cái độ sừng. Cho cái bộ năng này rồi. Sẽ đun lên là mình đã hoàn thành xong món ăn của ngày hôm nay. Sẽ múc ra một bát có sẵn rau mùi như thế này.